ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, có buổi tiếp ngài Yaya Ratnam, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. Bí thư Thành ủy Cần Thơ cảm ơn ngài đại sứ và ngài tổng lãnh sự đã ủng hộ và nhiệt tình tác động thúc đẩy việc triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp Bình Thạnh V-Ship Cần Thơ. Người đứng đầu Thành ủy Cần Thơ cho biết Dự án này đưa kỳ vọng sẽ đồng hành cùng thành phố trong mục tiêu trở thành trung tâm chế biến và phân phối thực phẩm, phát triển hạ tầng lớn của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hứa hẹn sẽ có đóng góp lớn cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính rất quan tâm tới dự án. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam, Raja Ratnan cho biết, Cần Thơ là địa phương gần nhất với Singapore, nên việc hợp tác giữa hai bên sẽ thuận lợi hơn so với các địa phương khác. Đồng thời, mong muốn lãnh đạo thành phố xuất tiến ngay việc mở đường bay thẳng từ Cần Thơ đi Singapore, để không những doanh nghiệp singapore mà những doanh nghiệp có trụ sở tại đây có điều kiện thuận lợi tìm hiểu cơ hội đầu tư vào cần thơ